Thì hôm nay anh sẽ làm một cái video trắc nghiệm mini world. Ok, thì bây giờ anh sẽ có một con gà này. Đó, gà siêu to khổng lồ. Thứ hai là con sói này. Ok chưa? Và thứ ba là con gà mã tông ton này. Anh sẽ thử bắn vào con gà. Đó, là nó thành trứng ngay. Anh sẽ bắn vào con sói nè. Đó, bắn vào con sói. Thì nó không thành trứng. Rồi bây giờ bấm thành con đà mã tông ton. Đó thì nó thành trứng à. Đó, bắn vào con sói thì nó không thành trứng. Rồi với con thầy cúng thì sao, liệu khi anh bắn vào thì nó có thành trứng không? Đó thì các bạn cho anh đáp án nha. A là nó sẽ biến thành trứng và B là nó sẽ không biến thành trứng. Ok chưa? Rồi các bạn chọn đáp án nào. Đáp án nào đây? Nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. 5 4 3 2 1 time.